from để hỏi về quê quán của đối tượng giao tiếp. Khi phát âm câu hỏi này, người học thường mắc phải ba lỗi sai chủ yếu. Thứ nhất, các bạn thường đọc sai âm a trong từ are thành a trong tiếng Việt. Thứ hai, do ảnh hưởng của việc đọc tiếng Việt, người học thường đọc nhầm you thành you hoặc from thành from. Và thứ ba, các bạn thường đọc câu mà không có ngữ điệu lên xuống. Để khắc phục các lỗi sai này, chúng ta sẽ có một số chú ý như sau. Thứ nhất, các bạn hãy luyện tập phát âm nhuần nhuyễn các từ you và are. Trong giao tiếp thực tế, người bản địa thường giảm được are và you thành are và yeah. Thứ hai, các bạn hãy chú ý luyện tập cách chuyển nhuần nhuyễn từ phụ âm sang r trong từ from, fr, from. Và thứ ba, các bạn hãy nhấn giọng cao hơn vào các từ where và from vì đây là các từ nội dung của câu. Chúng ta sẽ cùng đọc lại câu này nhé. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Chúc các bạn luyện tập nhuần nhuyễn để nói câu hỏi này.